Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi khoa. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với khung giờ quen thuộc, đó chính là vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi khoa là một chương trình truyền hình nơi cung cấp những kiến thức bổ ích và những giải pháp chăm sóc sức khỏe dành cho các bé từ các chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng trong ngành. Và ngày hôm nay thì chắc chắn cũng sẽ có một nhân vật rất đặc biệt sẽ cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn. Nhưng trước khi gặp gỡ nhân vật ấy, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với một phần rất quen thuộc của chương trình chúng ta, đó chính là phần bản tin sức khỏe Nhi khoa. Bùng nổ bệnh hô hấp ở trẻ trong mùa mưa. Từ đầu tháng 5 năm 2022 đến nay, mỗi ngày có khoảng 200 bệnh nhi nằm viện điều trị tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, có thời điểm tăng hơn 300 trẻ. Số lượng này tăng gấp đôi so với số giường bệnh hiện tại của khoa. Hiện bệnh nhi nhập viện mắc các bệnh về hô hấp từ vừa, nặng đến rất nặng như nhiễm khuẩn hô hấp cấp, hen phế quản, viêm hô hấp trên, viêm phổi, hen suyễn. Trong số này có nhiều trẻ phải thở máy, điều trị tích cực trong thời gian dài. Nói về nguyên nhân hàng loạt trẻ em mắc bệnh hô hấp, các bác sĩ cho biết là do mùa mưa năm nay đến sớm, độ ẩm cao kết hợp với những nguyên nhân khác như ô nhiễm không khí, trẻ nhỏ miễn dịch yếu dẫn đến số lượng bệnh nhi mắc bệnh hô hấp bùng nổ. Để đề phòng bệnh hô hấp cho trẻ, phụ huynh cần lưu ý tránh cho trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt ở trẻ dưới 12 tháng tuổi. Không nên cho trẻ tiếp xúc gần gũi với những người đang mang bệnh. Trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, những ngày trời nóng không nên cho quạt thổi trực tiếp vào trẻ. Với những gia đình sử dụng máy lạnh, không để trẻ nằm trực diện vào luồng máy lạnh, nên để nhiệt độ máy lạnh vừa phải, từ 27 đến 28 độ C. Dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, thỉnh thoảng mở cửa cho thông thoáng, tránh ẩm thấp. Trẻ ham chơi không thấy đói, bố mẹ phải làm sao? Các chuyên gia tại trường đại học George Washington cho biết trẻ hiếu động hiếm khi thấy đói. Tình trạng biến ăn do sự hiếu động thường xảy ra khi trẻ ở trong độ tuổi từ 6 tháng đến 3 tuổi. Khi chập chững biết đi, trẻ rất hiếu động, tò mò và mãi chơi, dẫn đến một số tình huống thường gặp sau. Trẻ không cảm thấy đói trong một khoảng thời gian dài. Trẻ chỉ ăn một vài miếng. Trẻ không thích ngồi yên một chỗ khi ăn và cố gắng chạy thoát khỏi ghế, chạy xung quanh phòng. Trẻ biến thức ăn thành đồ chơi, ném thức ăn, bát đĩa, chén muỗng. Điều này về lâu về dài hiển nhiên sẽ dẫn đến tình trạng trẻ bị biến ăn, thiếu dinh dưỡng để cơ thể phát triển toàn diện. Để giúp những trẻ ham chơi hết biến ăn, trước hết cha mẹ hãy tập cho trẻ quen với việc ngồi yên trong bữa ăn, giúp trẻ nhận biết cảm giác đói bằng cách cho trẻ ăn đúng giờ. Khoảng cách giữa các bữa ăn chính và các bữa ăn phụ là từ 3 đến 4 tiếng. Nếu trẻ phản kháng không chịu ngồi vào bàn ăn, hãy đợi cho đến khi trẻ bình tĩnh rồi mới đưa trẻ về bàn. Bố mẹ phải dạy cho trẻ biết rằng đây không phải là phạt, mà là bé được cho thời gian suy nghĩ về hành động của mình. Không nên cho tất cả khẩu phần bữa ăn vào bát ăn cùng một lúc, nên cho trẻ ăn các phần ăn nhỏ, rồi lấy thêm phần thứ hai, thứ ba, thứ tư để khuyến khích trẻ. Đặc biệt, bố mẹ không nên bắt trẻ ăn quá nhiều thức ăn trong một bữa, mà nên để ý đến chất lượng bữa ăn. Bố mẹ có thể bổ sung dưỡng chất cho trẻ thông qua các sản phẩm hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, bồi bổ cơ thể để trẻ phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, siro ăn ngon 3 tác động được đề cập trong phác đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia với các thành phần thảo dược như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ cây long đẫm vàng không chỉ đáp ứng những tiêu chí trên, còn có tác dụng giúp tăng khẩu vị ngon miệng, giúp trẻ hứng thú và chờ đón bữa ăn hơn. Thưa quý vị, giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn trẻ có tốc độ tăng trưởng cân nặng nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời của một đứa trẻ. Và cân nặng trong giai đoạn này chính là thước đo độ tăng trưởng và sự phát triển khỏe mạnh của một đứa bé. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do để khiến cho trẻ chậm tăng cân. Làm cha, làm mẹ thì vô cùng lo lắng về vấn đề này. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến trẻ chậm tăng cân? Giải pháp nào sẽ giúp trẻ tăng cân đạt chuẩn? Tất cả những băn khoăn đó sẽ được giải đáp trong chương trình Bác sĩ Nhi khoa ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hồ Quốc Pháp đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2 ạ. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ. Xin chào MC và xin chào toàn thể quý vị. Quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị khán giả còn có những thắc mắc và câu hỏi gì về việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình thì đừng quên là gọi điện thoại ngay về số điện thoại tổng đài của chương trình quý vị nhé. Đó chính là số 1800 8070. Tất cả các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. Và chương trình của chúng tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay.
Trời ơi, hẹn hò gì thấy không? Bây giờ dây thun gì ấy, sợ chưa? Bà cứ vậy không đó. Thiệt trình á, chắc cho người này ra khỏi hội quá. Lúc nào của mình tới trước mình chờ không không? Bởi vì là tới là có lý do này nghe. Cô gái kẻ hay còn xuân. Trời ơi. Trong trắng ngây thơ chưa vương bụi trần. Hello. Lần nè nè, để mấy người nghe. Trời ơi, em như cô gái hay còn xuân. Trời ơi, xuân gì? Rồi cái câu sao câu gì? Trong trắng ngây thơ ngây chưa lắm bụi trần. Trong trắng ngây thơ ngây chưa lắm bụi trần. Trong trắng thơ ngây là cháu nội cháu ngoại mình đó hen. Còn xuân là cũng là cháu nội cháu ngoại mình đó hen. Trời ơi, nghĩ sao bà tự tin thấy sợ luôn vậy? Lý do gì sao đi trễ lúc nào cũng có lý do gì? Có lý do nè, để coi nghe lý do gì nghe. Không có, hôm qua dắt mấy đứa cháu đi thảo cầm viên cầu nợ câu, tao nói hả, chụp hình tụi nó xong đó he. Trời đất ơi, ta post lên một cái tên đó gần 1.000 like, thấy ớn không? Khen không nè, nè thấy không? Khen mà lo trả lời đúng không? Lo trả lời đi trễ đúng không? Thì á, để nói cho mấy bà nghe, tôi nói hả, cái tôi lo tôi trả lời mà tôi quên giờ hẹn với mấy bà luôn vậy đó, tại vì mình hạnh phúc hiểu không? Nói nghe nè, không phải có mình gia đình mấy người là hạnh phúc ta, còn tôi đó, cháu tôi thì thôi, tính đến nó mụm miệng mới thấy thương lắm, nhưng mà tôi không có đăng lên gia đình tôi để chứ không có đăng lên chi gì mắc công trả lời để vô mệt. Tôi hỏi mấy bà cái hội mình là hội gì? Hội những mà bà đam mê con cháu thì đó, tao đam mê tao đăng lên. Đây nè, coi đây tôi bà đỏ cháu đỏ nè, bà thấy cháu tôi không? Cháu tôi đâu thấy cưng không? Đó, thấy ghét không? Nè bà coi nè, trời nó đờm ông dễ sợ luôn. Trời ơi, con nó cười cái mỏ đó kìa. Nhìn hai bà nhìn thấy ghét. Ủa sao vậy? Nhìn ướt vô, sao ướt vô? Mình đặt khoe cháu khoe con. Thì mình cũng có cháu có con thì mình khoe con, mình dễ thương thì mình cháu. Mình hãnh diện mình khoe. Sao vậy? Buồn. Cha buồn. Nè, nó nè. Ông bà thôi khỏi đi. Dạ. Khoe làm gì? Thấy ghê. Nghĩ sao mà 3 tuổi rồi mà có 13 kg. Tôi chăm 5-6 tháng rồi vẫn 13 kg. Còn chiều dài hả? Cứ 93-94 cm hoài. Trời ơi. Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là vậy nè. Bà đút cháo. Bà thổi. Các bà nếm thử coi cháo còn nóng không con? Hấp vô hết 3/4 cái muỗng con nhỏ. Bụng ta suy ra bụng người đúng không? Nghĩ sao mà đi dành ăn với cháo tôi trời. Nó ăn hết nhưng mà nó không hiểu sao nó vẫn không mập. Tôi không hiểu luôn á. Bây giờ ẩm đi đâu tôi mắc cỡ ghê á. Đứng lúc nào đứng với con người ta cũng thua cái đầu hết. Sao kỳ vậy? Sao nó ăn hết mà nó mập là sao? Bà này thì ép ăn, còn bà là nuôi cháo theo cái phương pháp tự nhiên. Tự nhiên tôi là trời xanh do xanh cỏ thiệt. Nhưng mà nói nghe nè mấy cô, nghe chị Đại nói nè, chị Đại là lớn tuổi nhất trong cái hội này nè. Sao chị? Có nghĩa là mình phải theo phương pháp đàng hoàng, khoa học đàng hoàng. 3 năm đầu đời đó là mình phải để ý là tại vì cung cấp cái nguồn dinh dưỡng phải cho nó phù hợp với cho nó đầy đủ, không có thiếu chất gì hết. Tôi cũng là mình nói là mình kinh nghiệm nuôi mấy đứa con, mấy đứa cháu, nhưng mà rốt cuộc không có phải vậy. Lúc trước tôi nuôi cháu tôi cũng èo ủng chết, nhưng mà sao nhờ tôi tìm hiểu đó, tôi bây giờ cháu tôi gì mới ngon lành đây nè. Chứ nếu không á hả, cái vụ tăng cân nè, chiều cao nè, trí tuệ nó bị giảm sút đó. Nếu mà 2 tháng mà không có lên cân á là nó ức chế phát triển chiều cao luôn đó, đừng coi cái thường à. Con nít là nó cứ phát triển tự nhiên như cây cỏ qua lá, bà hiểu không? Nó 2 tháng nó ngưng cao đúng không? Chờ đi khoảng 4-5 tháng sau tự động nó lên nó cao. Bà có thấy có đứa nít nào mà không lớn không? Thôi, hai chị đừng cãi nữa, cho em xin đi. Phải cãi tới nơi nhá. Thì đó, tại vì mình nói là chia sẻ cho bà cháu bà, tại sao cháu bà cũng ăn uống đầy đủ, nhưng mà nó cũng còi cọc là tại vì sao? Là phải nhưng mà sao chị biết? Trời ơi, thì người ta biết tức mình quá. Bây giờ tôi sẽ nhờ chuyên gia về nhi khoa người ta cho mình biết biện pháp tăng cân hiệu quả. Chuyên gia đây. Vâng ạ, thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta vừa theo dõi một đoạn tiểu phẩm, và trong tiểu phẩm của chúng ta thì nhân vật có than phiền rằng em bé 5 đến 6 tháng liền là không có tăng cân, không tăng chiều cao. Vậy thì theo bác sĩ là trẻ như thế nào được gọi là trẻ chậm tăng cân, và chúng ta có thể là theo dõi cân nặng của trẻ như thế nào một cách chính xác nhất ạ? Thì như thế nào gọi là chậm tăng trưởng? Chậm tăng trưởng nghĩa là tăng trưởng chậm hơn về mặt cân nặng hoặc là chiều cao. Thông thường mình hay gặp nhất là cân nặng chậm hơn so với những em bé đồng trang lứa. Cùng lứa. Dạ. Cùng lứa và cùng giới tính luôn. Tổ chức Y tế Thế giới đó, người ta viết tắt là WHO á, có một cái bảng cân nặng chiều cao để mình theo dõi theo từng các mốc, theo tháng tuổi, theo bé trai, theo bé gái. Nếu mà nói một cách dễ hiểu nhất thì ở mỗi cái độ tuổi đó
cái cân nặng mình theo dõi như thế nào và mình theo dõi bao lâu là hợp lý. Trong vòng 3 tháng đầu thì em bé mình nó sẽ tăng khoảng tầm từ 8 lạng cho tới 1 kg. 1 kg, dạ đúng rồi. Trên mỗi tháng. Chiều cao thì sẽ tăng khoảng 3 cm. Đúng rồi. Từ cái tháng thứ 3 cho tới tháng thứ 6 thì cái cân nặng nó sẽ tăng chậm hơn một xíu, là khoảng tầm từ 400 tới 600 gram. Còn với cái chiều cao thì nó tăng khoảng tầm 2,5 cm trên một tháng. Wow. Đúng rồi. Với những em bé lớn hơn, ví dụ như từ 6 tháng tới 12 tháng thì cũng khoảng tầm 400-500 gram một tháng. Dạ. Chiều cao thì tăng 1,5 tới 2 cm. Những em bé lớn hơn, ví dụ như từ 2 cho tới 10 tuổi thì thông thường là mỗi năm nó sẽ cao khoảng tầm 3 tới 7 cm. Cân nặng tăng từ 2 cho tới 3 kg. Và một cái câu hỏi hay được gặp là bao nhiêu tháng là mình sẽ cân một lần? Không lẽ ngày nào mình cũng cân? Dạ đúng rồi. Trong vòng 6 tháng đầu mình sẽ cân mỗi tháng. Qua 1 tuổi cân 2 tháng hay 3 tháng. Còn độ tuổi từ 3 tuổi trở đi cân mỗi 3 tới 6 tháng. Dạ. Trong cái tình huống vừa rồi á, gia đình họ than phiền là khoảng tầm 5 tới 6 tháng rồi. Dạ, em bé nó không lên cân. Thì cũng khá là đúng là nó có vấn đề rồi. Cho nên là quý vị phải hết sức để ý là chỉ cần 2 tới 3 tháng mà em bé nhà mình nó đứng cân thôi. Thì mình đã phải đặt vấn đề là em bé này nó chậm tăng cân chưa, nó chậm phát triển về mặt chiều cao chưa. Đừng để lâu quá. Nên là thông thường khoảng tầm 2 tháng thấy không lên cân rồi thì bắt đầu mình phải tìm những cái biện pháp. Bởi vì nếu mà trường hợp để chậm tăng cân mà lâu quá đó, nó chỉ không gây ảnh hưởng tới cân nặng hay chiều cao mà nó còn ảnh hưởng phát triển trí não sau này nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng là chậm tăng cân ở trẻ không ạ? Đầu tiên là về mặt bản thân của trẻ là có thể đang biếng ăn. Biếng ăn nó cũng có nhiều nguyên nhân. Có thể là do các cái bệnh lý ở đường mũi xoang, các cái bệnh lý ở họng hay là các bệnh lý ở đường tiêu hóa làm cho em bé nó không ăn ngon miệng. Mất cảm hứng ăn uống rồi. Cái thứ hai là nó rối loạn tiêu hóa. Thì là cái nhu động ruột nó không có hoạt động tốt như những em bé khác, dẫn tới tình trạng rối loạn tiêu hóa của em bé. Ví dụ như là đau bụng, táo bón hay là bị nhiễm trùng đường ruột. Cái thứ ba là em bé mình nó hoạt động quá nhiều. Cứ hỏi bác sĩ là bác sĩ em bé nhà em con em nó ăn dữ lắm. Ăn hoài, thấy nó ăn hoài mà nó không có mập. Thì nguyên tắc để tăng cân á là mình cái năng lượng cung cấp vào nó ít nhất phải dư so với lại cái năng lượng mình tiêu hao đi. Dạ đúng rồi. Một em bé nó hoạt động nhiều như vậy, ăn tốt cái cân nặng nó cũng không phát triển. Cái nguyên nhân thứ tư mà cũng hay bị quên là thiếu các vi chất và khoáng chất cũng như là vitamin. Dạ. Làm cho em bé nó chậm tăng cân. Một sai lầm nữa là ba mẹ hay dùng các cái thiết bị điện tử. Đó. Ví dụ như là dùng tivi, điện thoại, máy tính bảng để cho em bé nó xem trong quá trình mà cho ăn. Em bé nó cứ coi xong rồi bên này cứ đút cho em bé ăn. Thực sự đó là sai lầm hay gặp nhất. Thì cứ mỗi lần hỏi như vậy thì ba mẹ cứ nói là bây giờ hết thời gian rồi bác ơi, cho nó ăn vậy, cho nó tập trung ăn cho nhanh. Việc làm giống như vậy thì em bé nó chỉ lo nuốt thôi chứ không nhai, nó không tận hưởng bữa ăn, thức ăn nó đi vào, không có tiêu hóa. Một sai lầm nữa là thay vì một cái đứa nó vài tuổi, đúng là nó ăn cơm rồi, giúp kích thích cái hệ răng nó phát triển, kích thích cái hệ tiêu hóa nó quen với những cái loại thức ăn có nhiều chất xơ. Thì đằng này cái người nuôi họ chỉ cho ăn cháo thôi. Còn những cái em mà nhỏ tháng tuổi lại cho ăn cơm, cơm mà ăn cơm cứng đó đằng khác. Rồi cái khoảng cách giữa các bữa ăn mình cũng không đảm bảo đúng cái mốc nữa. Thì đó là những cái sai lầm. Thì bác sĩ có chia sẻ là bé chậm tăng cân từ 5 đến 6 tháng bắt đầu là nghiêm trọng rồi. Vậy thì với những bé mà chậm tăng cân như vậy á, thì bác sĩ có thể hướng dẫn tăng chất lượng bữa ăn để giúp cho các trẻ là có thể tăng cân dễ dàng hơn không ạ? Có cụm từ rất là hay là chất lượng. Dạ. Thông thường chúng ta để ý nhiều tới số lượng. Vậy thì cách nào để mình tăng cái chất lượng? Đầu tiên là mình phải đảm bảo là em bé nó đủ 4 cái nhóm thức ăn. Dạ. Như là có đường, có đạm, có chất béo, rồi vitamin, rồi khoáng chất ở trong đó nữa. Với mỗi nhóm như vậy, cố gắng mình lựa chọn cái thực phẩm nào á nhiều kilo calo nhất. Ví dụ như là cá chẳng hạn, có nhiều loại cá năng lượng cao, là ví dụ như là có cá hồi. Dạ. Về dầu thực vật cũng như là các cái mỡ thực vật á, thì những cái đó có cái nồng độ năng lượng cao đi thì nó sẽ cải thiện được chất lượng cái bữa ăn. Cái thứ hai á, cách mà mình chế biến đó là thay đổi cách nấu. Thay vì chúng ta luộc, chúng ta kho thì chúng ta sẽ chưng, hầm, mình nấu dạng súp hoặc là phô mai nướng. Thì những cái cách nấu như vậy đó sẽ làm cho cái nồng độ kilo calo trên 1ml hay là trên 1g thức ăn cao lên. Thì chính cái đó làm cho chất lượng của bữa ăn cải thiện. Yeah. Thứ ba, bên cạnh cái chuyện mà mình cho những bữa ăn chính thì mình có thể cho thêm những bữa ăn dặm nữa. Dặm thêm. Đúng rồi. Bữa ăn chính cho ăn một ngày 3 bữa có thể ăn thức ăn giống như là những cái thành viên khác trong gia đình rồi. Thì sau cái bữa ăn đó mình có thể mình bổ sung một loại đồ uống, có thể là sữa hay là đồ uống dinh dưỡng. Tại sao mà phải bổ sung sau bữa ăn? Cái bữa ăn nó đã gần kết thúc, trẻ là vừa đủ no rồi. Xong mình cho uống những cái đồ uống đó để cho nó lấp đầy các cái khoảng trống còn lại trong dạ dày đó. Thì cái bữa ăn nó sẽ đa dạng và hiệu quả hơn. Đó là những cái cách, một vài tip nhỏ để mình cải thiện cái chất lượng bữa ăn. Thì khi mình cải thiện chất lượng bữa ăn thì cái tình trạng chậm tăng cân nó sẽ được cải thiện. Có phải là trẻ cần có cảm giác là ăn ngon miệng, ăn vào phải hấp thu được hiệu quả thì tăng cân mới tốt hơn phải không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho tất cả quý vị khán giả được biết là những cái giải pháp gì để giúp trẻ là ăn ngon miệng hơn và tăng khả năng hấp thu nhiều hơn không ạ?
đầu tiên là phải cải thiện mà biến ăn, quay trở lại với bữa ăn bằng cách làm cho vị giác nó tăng lên. Yeah. Nó có nhiều cách là mình phải kiểm soát được các cái yếu tố bệnh tật tại đường miệng, ví dụ như là những cái bệnh ví dụ như viêm xoang hay là viêm mũi họng hay là viêm loét miệng, mình phải trị triệt để. Yeah. Cái thứ hai là mình có thể làm cho em bé cái bữa ăn của nó có thể nó đa dạng, đa dạng phong phú hấp dẫn. Đúng rồi, mình trang trí đẹp hơn. Đặc biệt quan trọng nhất là cái tâm lý. Đúng. Mình phải làm sao cái bữa ăn của em bé là khoảng thời gian thư giãn cùng tận hưởng, nói chuyện nhiều hơn với em bé. Yếu tố thứ hai là cái chuyện mà nhu động ruột ở dưới. Dạ. Là mình phải cải thiện cái tình trạng rối loạn tiêu hóa của em bé, nghĩa là mình phải cũng phải đi tìm các cái nguyên nhân, ví dụ như là đau bụng, táo bón hay là bị nhiễm trùng đường ruột, mình cũng phải điều trị cho nó xong cái đó đi, rồi bắt đầu mình phải cho em bé nó vận động hợp lý. Thứ ba là thiếu vi chất. Dạ. Hay gặp lắm mà mình lại hay quên. Nghe vi chất là tự nhiên không biết là dạ. Nó là gì. Thực ra nói nôm na là ví dụ như kẽm, sắt, vitamin, các cái khoáng chất khác. Bây giờ làm sao để cả ba yếu tố đó phải cải thiện cùng một lúc, thì mình phải làm tốt các cái ba bước trên bằng cách cho ăn, chăm sóc, thay đổi tâm lý của em bé trong cái bữa ăn. Phải có cái nền tảng. Đúng rồi. Sau khi đã làm tốt những cái đó rồi thì bổ sung thêm các cái sản phẩm hỗ trợ thì nó mới hiệu quả rất hơn. Hiệu quả. Nhưng mà quý vị cũng phải lưu ý là cái sản phẩm hỗ trợ cũng phải tìm cái sản phẩm nào nó phù hợp với em bé, phù hợp cái độ tuổi nè. Trong một cái sản phẩm đó thì nó cũng phải có những cái thành phần hữu cơ giúp cái bữa ăn ngon hơn cũng như là cải thiện cái tình trạng tăng cân. Ví dụ như là dịch tiết của cái hạt curry á, kích thích cái vị giác của em bé và kích thích nó tăng tiết dịch vị. Đó là mình tác động vô cái yếu tố đầu tiên đúng không? Yeah, đúng rồi. Yếu tố thứ hai là rối loạn tiêu hóa thì có cây long đởm vàng với lại centauri á, kích thích những cái dịch tiêu hóa ở phía dưới, cũng như làm cho cái nhu động ruột em bé nó ổn định hơn. Bên cạnh đó thì mình phải lựa chọn những cái sản phẩm mà nó có, ví dụ như dịch chiết phấn hoa chẳng hạn, hoặc là dịch chiết hạt mầm lúa mì á, có rất là nhiều cái acid amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất ở trong đó nữa. Và chính cái chuyện mà nó có nhiều yếu tố vi lượng như vậy á, nó sẽ giúp cải thiện cái bữa ăn. Và chính cái cải thiện bữa ăn thì nó đương nhiên sẽ làm chậm tăng trưởng của em bé sẽ được cải thiện. Nhưng mà quý vị cũng phải lưu ý là khi chúng ta chọn cái sản phẩm thì phải là những cái sản phẩm mà nó có xuất xứ rõ ràng. Và những cái đơn vị sản xuất nó phải thật sự uy tín, tránh cái tình trạng mà hàng trôi nổi trên thị trường. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại với tình huống ngày hôm nay của chúng ta để xem các nhân vật xử lý như thế nào. Trời ơi, vậy mà nãy giờ giấu bí quyết. Bởi vậy không biết mình thành lập ra cái hội này làm gì mà bà giấu tới giờ bà mới đưa ra, không mới giải tán hội này cho rồi. Hay quá. Trời đất ơi, hỏi người ta bí quyết mà nói giọng với chị hai người ta vậy. Trời đất ơi, hỏi người ta bí quyết mà nói giọng với chị hai người ta vậy. Mai à, tôi người hiền lành phúc hậu nghe. Bởi có chuyên gia nói là mình tin liền ha. Chứ bởi vậy bữa nay tôi chia sẻ với mấy bà đây. Cảm ơn. Gì vậy? Đây. Đây tặng cho. Đây là sản phẩm Vito Bimbi Appetito. Đây là siro ăn ngon 3 tác động từ 100% thảo dược châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa hấp thu tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Sản phẩm này á dành cho bé từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh rất dễ uống. Trời hay quá. Mà chị này xấu ghê á. Vậy mà giấu nào vậy, không chịu nói sớm. Trời ơi, thì chị ta biết là chia sẻ đây nè. Mà nè, bà cần không tôi cho bạn hộp. Thôi nhường cho cháu bà trước đi, cháu bà đang cần. Ừ, đây nè, tặng á. Cháu bà mà nó ăn uống đàng hoàng mà nó tên ký lô đó. Nhớ nghe, nhớ chưa? Nhớ cảm ai không? Nha, nhớ ừ. Chị. Ừ. Ủa, vậy là cháu tôi nó có bí quyết tăng cân và ăn ngon rồi. Ừ. Vâng ạ, vậy là các nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã có giải pháp để giúp trẻ ăn ngon và tăng cân đều. Và đặc biệt là cha mẹ đang có bé gặp tình trạng biếng ăn hoặc là chậm tăng cân, xin được lưu ý là áp dụng ngay giải pháp toàn diện 3 tác động như là chuyên gia có phân tích ở trên thưa quý vị. Và hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả đã có thêm được rất nhiều kiến thức và giải pháp để giúp cho trẻ tăng cân một cách hiệu quả nhất quý vị nhé. Và nếu như tất cả quý vị còn bất kỳ thắc mắc hoặc là câu hỏi nào thì đừng quên là số điện thoại quen thuộc của chương trình và hãy gọi ngay về cho chúng tôi ở số 1800 8070 để nhận được tư vấn từ các chuyên gia. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Hồ Quốc Pháp xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Cháu tụi tao thấy cưng không? Ừ. Đó, thấy ghét không? Ừ. Nè, bà coi nè. Trời nó đừng ông dễ sợ luôn. Trời ơi, con nó cười cái mỏ đó kìa. Nhìn hai bà nhìn thấy ghét. Ủa sao vậy? Nhìn ướm vô, sao ướm vô? Mình đặt khoe cháu, khoe con. Thì mình cũng có cháu có con thì mình khoe con. Mình dễ thương thì mình cháu. Mình hãnh diện, mình khoe. Ừ.